nó không giảm xuống nè. Mà sao mà đưa về là sao? Ha! Mày nói đi! Shopdươngphucchien.com, shop bán nick Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shopdươngphucchien.com ủng hộ mình nhé. Chào các bạn nha, mình là Dương Phúc Chiến đây. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Ở thì hôm nay là mình ra đồng các bạn ạ. Hôm nay mình được gọi là về nhà và chơi rồi, không nữa chứ không phải là trên hóa viện bệnh viện nữa các bạn ạ. Thì hiện tại thì Thảo cũng đã đỡ rồi. Nên là mình đã được ra đồng chơi, đã được gọi là chơi này nọ, nói chung là thoải mái lắm. Nhưng mấy hôm ở viện, lúc này ở trong viện không chả được làm cái gì, mệt lắm. Đấy, thì hôm nay là mình ra đồng để nướng chân gà cho Thảo, bồi bổ cho Thảo nó gọi là khỏi ốm anh em ạ. Thì hiện tại đi Thảo đi học rồi nhưng mà mình vẫn nướng trước, mình ăn trước, còn tí nữa thừa bao nhiêu thì để lại cho Thảo một mình nhá. Đấy, thì chân gà mình đang tiếp tục chuẩn bị làm đấy các bạn, đang làm các bạn nhá. Đây, đây chân gà mình đây các bạn nhá. Đấy, mình mua nha các bạn nhá. Nên chợ mình mua mình dậy sớm, 8 giờ mình đã dậy về đi chợ và ngắm các em xinh tươi rất là xinh. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nhờ chị Nhi nướng các bạn nha. Mình mỏi tay quá. Miệng mình không mỏi đâu nhưng mà tay mỏi lắm các bạn. Thôi là cho chị Nhi nướng. Nhi kênh của chị ấy là Nhi Còi ấy, anh em vào ủng hộ của chị ấy nhá. Các bạn lướt xuống các bạn phía dưới, các bạn có phần kênh ấy, các bạn ấn vào kênh, các bạn đăng ký ủng hộ chị ấy nhá. Nhi Còi. Và kia có một ông nữa kìa. Đấy, ông kia ông già là ông Việt Còi Vlog các bạn nhé. Ông lấy 60 tuổi rồi các bạn ạ. Các bạn phải đăng ký Việt Còi Vlog. Việt Còi anh qua đây làm việc đi. Thôi lửa đi. Thôi lửa lên anh. Nhớ Nhi quay tổ thân là Tuyết Nhi rồi. Sao cứ vào phần thành viên tên. Việt Cây TV nha. Việt Cây 60 tuổi TV nha. Già rồi. Nhi bỏ bên kia đi. Cho nó đỡ bị chành. 299 vứt vào đây con gì ạ? Nóng quá, quá là nóng quá, thân gà chưa chín mà người chưa ăn nóng rồi. Mình vừa ăn lắm rồi các bạn. Ở đợi Thảo một lâu mới đợi được. Không bảo là Thảo nó bảo là em, anh Chiến ơi phải đợi em về nước ăn nha. Mình bảo vâng ạ, nhưng mà mình tí mình phải ăn trước các bạn nhá. Ok, ok các bạn ơi, mình bây giờ mình đảo để gọi là cho nó chín. Ôi sao xanh lè này, sao thế nhỉ? Hay là bị tay xanh nhỉ? Lâu đấy nhở? Đâu đây, từ cái màu tóc của ngố nó xanh lẹt sao? Ngố đừng có bảo cái gì cũng nói đến em nữa cả. Cái gì cũng là ngố nhá. Ngố thì ai nhường nữa. Mẹ nói nào. Cái lúc mẹ ăn cắp tiền nhiều đứa bảo là ngố ăn cắp. Nó nói thế nào chị thì cho đúng cái đấy không? Đấy các bạn ạ, còn chưa? Chưa chín đâu các bạn nhá. Thơm dần rồi. Ui giời mẹ rồi, thôi các bạn ạ, mình không nhặt đâu, gọi là mình là người Việt Nam mà. Ôi các bạn thôi rồi, không nhặt thôi. Thôi chị đưa, mình có tiếp với bạn nhá. Cho thêm củi vào vậy. Chưa các bạn nhá. À thôi. Đấy. Mấy người bạn lên mà nhìn tao đây này. Mấy người ta đang ấy lưỡi không, cắn lưỡi không? Đây, tất cả mọi người ai cũng thấy mày đi thằng đấy rồi nhá. Đây là mày cãi đi. Thằng nào vừa lái mày về đây? Thằng mình lớp trưởng ấy thằng nào. Thế sao thì nhân mày lại đi theo nó? Xe mày không đi. Xe ra đâu mà ta đi. Các bạn ạ, là như này nhá các bạn nhá. Nó rất là vớ vẩn nhá. Hai cái xe mà nó không đi, nó toàn bạn dài nó đưa đi rồi. Mình không biết là bạn dài thật hay là lớp trưởng hay là cái gì, lớp trưởng ấy các bạn ạ. Trưởng cái chó gì? Hay là bồ rồi các bạn ạ. Mình kéo tin được con này nữa rồi. Mới hôm một thằng lai thì mình chưa hiểu là như thế nào nữa. Mà bạn gái đầy ra nó không cần, nó ăn bắt muốn dài lai rồi. Toàn thằng đẹp dài chứ nhìn chảy nước. Phải không? Mọi người các bạn lên mà nhìn tao thì nói đi. Thằng nào mày nhìn mày trong khi tao đang nghỉ ấy. Mẹ mày ốm mà mày bắt đầu mình thế à? Mày vừa khỏi ốm mà mày đã đi theo dài luôn à? Sao có dài được mà? Thế trong lúc mày ốm có thằng con trai nào nó đến thăm mày không? Ngoài tao không? Có. Thằng nào? Mẹ thêm mày khỏi ốm phát là theo dài luôn là sao hả? Mày đi con sẽ đi học nữa chứ phải đi nhớ. Yết hát kia cả đàn em kia mày không đi nào thì mày hát sao mày không đi? Đi bị bốp phải không? Bốp gì mày thích mày đi bọn con trai mày nói mẹ. Thế cút đấy các bạn ạ, đi mày dài đấy nào cút đấy các bạn ạ. Mình mỏi lắm rồi, ốm mà mình chăm sóc nó mệt mỏi đủ thứ mà vậy mà đi theo dài nó phũ phàng quá các bạn ạ. Nướng chân gà cho nó ăn mà vậy nó vẫn còn ngủ điện thoại. Chả quan tâm mình đâu các bạn ạ. Thôi chán quá. Ra nhảy xong đi.
chảy ra. Nhảy xong đây. Đấy, ok mọi người ạ. Thì là mình đang nướng gà nhưng mà mình tưng bức xúc quá, đang nướng gà nhưng mà ẩn nướng chân gà nhưng mà Thảo lại nhờ được thằng nào like về ấy, mình cay quá nên mình chửi nó một trận các bạn ạ. Nó đang ốm các bạn ạ, nhưng mà hơi sót tí nhưng mà mình chửi nó buồn láo quá. Toán đi đầu dài đầu chán lắm các bạn ơi. Ấy. Thì lúc nãy mày đi ra gì nó hỏi cơ. Thôi xin lỗi. Tại sao tao phải dép, tao phải hút cho mày mà tao không, vì đó tao không thích. Tao không thích. Ở từ từ đấy, tao đây, anh đuổi nó chơi cái gà này nào. Chơi cái gà nhá. Khổ thế nhở. Này. Bế đâu, bế đâu. Hả, à, nó bắt rồi nào. Ôi nè. Ôi, mày đấm ta. Nhẹ. Ai, mày bóp cái gì, nhẹ, nhẹ. Tao chết được. Khổ không nhở. Chưa. Hả? Chứ khỏi à? Thế sao mà đòi đi học? Bảo ở nhà đi học. Thế là có sim bơ lớp. Sim bơ là gì? Hóa có nghĩa là mình yêu thằng nào trong lớp gì. Phải không? Sim bơ lớp. Đúng không? Hả? Không. Thế mày lừa dối tao à? Đấm đi mày thần kinh. Đưa lên trên. Đưa lên trên. Sao mày đánh tao? Tại hả? Mày xuống lần lên tiền. Đấm lại, đấm lại. Thế bảo đấm. Đấm lên gì nữa? Đau. Cái chơi mày nó chán lắm, mày toàn bị đánh. Mày mệt đánh tao ấy. Mệt mỏi lắm các bạn ơi. Mình ở gần nó bây giờ bị đấm thôi các bạn ạ. Chán quá. Mình đi kéo ở đây nữa. Chán lắm các bạn ạ. Rồi nó mình mệt mỏi lắm rồi. Chắc bây giờ hôm nay phải chia tay một lần nữa. Ê, vỡ các bạn đau rồi. À. Ok các bạn ơi, hiện tại thì chơi gà mình đã chín rồi nhé. Chơi chín hết rồi các bạn, nên mình lấy ăn tạm. Vì Thảo đi học về đói rồi nên là mình cho Thảo ăn tạm rồi nhá. Có không? Anh nướng cả buổi chiều đây em ạ. Thế em. Có việc làm nghĩ đây. Ngon lắm mọi người nhưng mà cứng quá. Phải, em bảo bạn ấy nhỏ hơi. Cứ anh là to. To là cứng. Mọi người ăn trước rồi. Là thế, để tao lâu rồi. Mẹ. Miệng chưa? Hả? Khoan lên hôm qua chưa? Ngậu mấy hôm qua à? Nghe thế nào? Hả? Nghe khác à? Ăn được. Anh ăn rồi, anh còn ăn rồi. Ăn như vậy ăn nuôi được. Em nuôi được mà. Toàn mấy con để cho em đấy. Lúc kia anh ăn hai cái đùi gà. Đấy, hóa ra trưa nay mọi người ăn thịt gà. Thịt gà đâu? Mọi người nướng gà ăn gì? Béo gà. Nghe mọi người nướng gà ăn. Hâm à? Chắc lại là cái chân gà to rồi à? Nó lạc đấy. Thế anh đổi em nhá. Cái quả trứng có trước hay con gà có trước? Thế ạ. Thế, sao anh nói câu như thế? Anh hỏi hết rồi. Thì nó lạc đấy, em kia thật rồi. Anh ăn cái này, còn em cái này. Không, anh không quản em đâu mà. Hai cái đùi lạc ở đây thôi.
cậu con gà này nó cụt chân ấy, nó chỉ được một chân đúng không? Bây giờ nó chỉ tập trung nuôi một cái chân thôi, nó to hơn. Anh lúc kia bảo anh còn ăn cái loại chân gà như này thì luôn. Có hai đứa chân gà đi, một đứa chân gà tâm, một đứa chân gà nhỏ. Sao em có thể nói chuyện được chứ? Không biết gì, không biết gì đâu mà. Có thể là như thế mà, thế ta phải đi tìm chân gà, tao một chân mỗi ước nào. Thế là như gà hay như gà? Mẹ ăn được một con đấy. Thăm à? Em mua ở chợ quá. Thôi các bạn ơi, clip của mình đến đây là kết thúc nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả các bạn nhá. Thì bây giờ mình giới thiệu tới các bạn một cái ứng dụng có tên là Link Bắt Trời nhá. Ứng dụng này chị sẽ để phần chị sẽ để link tải phần dưới ở mô tả và comment nhá. Mọi người vào chat play và tải nhá mọi người nhá. Thì trên iPhone thì tầm một tháng nữa thì có máy tải trên iPhone nên mọi người và đang dùng máy Samsung các thứ thì vào chat play tải nhá. Có tên là Link Bắt Trời nhá anh em. Chị đã tải đầy sẵn rồi. Để chị vào mọi người xem nhá. Đây ứng dụng này, đây là bản tin anh em ạ. Đấy, còn đây là phần nhắn tin. Đâu phần trang chủ ở đây. Đấy, chat và chị chưa chat với ai cả. Bây giờ chính đây là phần cá nhân của mình. Đấy, còn mình sẽ lướt bản tin rất là nhiều gái xinh luôn. Đấy, gái xinh này đấy. Nói chung là cái bạn làm quen luôn, nào, nhắn tin luôn. Trò chuyện luôn, đấy. Hello, chẳng hạn. Đấy, ok, mình giới thiệu cho các bạn nhé. Thì đây rất là hay luôn. Mọi người cùng nhau vào tải và về để tán nhau đi nhé. Rất là nhiều gái xinh và trai đẹp nhé mọi người nhé. Và là chung yêu trên tay vào tải nhé. Mình sẽ để phần link cho tải của mình mô tả mọi người nhé. Ok.